quay xe xuống cái chỗ. Mày lại tao tuyên lý độc hành hoàng tóc dài chủ chiếc xe em đang chạy nè con. Mày trong bọn nhóm của ai? Tao trong đội con hổ xanh. Mày không xứng đáng là người đứng đầu. Tại sao mày không nỗ lực làm ăn? Biết bao nhiêu người tốt mà đứng đầu, tại sao mày là người xấu? Tại sao mày không làm chúng ta? Sự thật nó còn đau đớn hơn cái này gấp trăm ngàn lần. Hiểu không? Hiểu. Hai đứa đi đi. Cúp xe hả mày? À,